Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay mình giải đáp một thắc mắc của một bạn, đó là phép chia 28196 chia cho 38. Thì đây là phép chia số 1, 2, 3, 4, 5. Số có 5 chữ số chia cho 2 chữ, 2 chữ số. Thì đây được gọi là phép chia hết nha các bạn. Phép chia hết thì các bạn bắt đầu chuyển qua phép chia nè. 28196 chia cho 38. Thì các bạn nhớ đây là số bị chia. Số bị chia. Đây là số chia. Và đây là ngay chỗ này là thường. Ở thường. Các bạn phải biết vị trí nha. Để khi mình nói số bị chia, số chia thương ở đâu, các bạn phải biết điền vào. Rồi, thì để giải được phép chia thì các bạn nên giỏi về phép nhân. Phép nhân ở ngộ về phép nhân và phép trừ. Đó, phải giỏi hai phép này. Rồi bắt đầu nè. 2 chia 38 không được. 28 chia 38 không được. 100 281 chia 38. Thì các bạn cứ lấy 38 x 1, 38 x 2, 38 x 3. Các bạn lấy nè, 38 x 1 ra 38, 38 x 2 ra 70, 76. Các bạn nhớ nhân cẩn thận nha. 38 x 3 ra 100, 110, 14. 38 x 4 ra là 2, 5, 1. 38 nhân 5 bằng bao nhiêu ạ? 0, 9, 1. 38 nhân 6 bằng 8, 2, 2. 38 nhân 7 bằng 6, 6, 2. 38 nhân cho 8, nhân cho 8 bằng 4, 0, 3. Mà ở đây người ta là 281. Vậy các bạn sẽ chọn là 38 x 7 ra 266. Vậy 266 chia cho 38 sẽ được 7. Và các bạn điền 7 vào đây. Và các bạn viết 266 vào đây. Có nhiều giáo viên thì cái số đầu tiên này, 266 này, người ta không ghi. Tùy vào giáo viên nha các bạn. Bạn cẩn thận, tùy vào giáo viên. Rồi các bạn lấy trên trừ dưới. 1 trừ 6 không được. Mượn 1 là 11 trừ 6 được 5. 8 mà trừ 6 hồi nãy mượn 1, vậy 8 trừ 7 được 1, 2 trừ 2 được 0. 15 chia 38 không được. Hạ số 9 xuống. 1 5 9 chia cho 38 thì các bạn kiểm tra nè, đó nó sẽ được 150. 52, vậy 152 chia 38 được 4. Viết 4 vào đây. Và viết 150, 52 vào đây. Lấy trên trừ dưới được 7, 0, 0. Hạ 6 xuống. Tiếp tục 50, 76 chia 38. Đây, được 2. Được 2, viết 2 vào đây. Và tiếp tục viết 76 vào đây. Lấy trên trừ dưới được được không? Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Đó là kỹ năng, đây chủ yếu là kỹ năng tính toán nhân chia cộng trừ mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lỡ nha các bạn. Bài tập đó là 36925 chia cho 20, 25. Ok chưa? Ok chưa? Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lỡ nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lỡ để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.